cho em. Việc đầu tiên là mình xin được cảm ơn DK đã cho mình được xinh đẹp hơn, đó là điều đương nhiên. Thì trước đây mình cũng đã có một khuôn lông mày rộng, thế nhưng mà qua quá trình đi quay á, mình cũng một bên lông mày bị lẹ đi. Thế thì sau đó là mình cũng có làm một chút về lông mày nữa. Thế nhưng mà mình lại muốn là thay đổi khuôn lông mày đi một chút để cho nó nhẹ nhàng hơn, nữ tính hơn và nó đẹp hơn. Thì vì gương mặt của cũng đã khá là góc cạnh rồi, thế nên là muốn hoàn thiện để cho nó hài hòa hơn. Thì rất may là được chính bạn mà anh đã chính tay bạn đã làm cái đường mày lông mày đẹp như thế này. Quả thật là biết vậy mình không ủ tê ngay từ đầu những lần trước, vì cũng không có cảm giác gì cả. Đỡ mặt mỡ mất 30 phút mà rất là nhanh, thì chính vì không có cái cảm giác gì cả, không để lại sẹo nhá, không có một cái vết tích gì là mới mốt ra, không chảy máu, không bỏng, không gì cả. Và chị có thể trang điểm và theo đấy là đi diễn luôn. Thì đi diễn luôn, chị vẫn thường make up bình thường. Vâng, đấy. Cô mong rằng là theo những cái trải nghiệm của cô và mọi người mới thấy thì đây sẽ là địa chỉ tin tưởng để cho các bạn giao sắc đẹp của mình để cho đội ngũ của VK là đẹp.